Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận 500 token Doji. Một token này đã list trên sàn Uniswap nha bạn. Thì con chắc của nó và ấy thì các bạn vào đây coi để swap nha bạn. Để tham gia giải hôm nay thì gọi link phần liên mô tả mở Telegram bấm nút start chat bot nha bạn. Con này đã list sàn khá là ngon các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group mà. Này cái này website của nó ta. Để mình coi website này mà. Khoan các bạn chờ chút xíu các bạn, khá là mất thời gian. Cái này cái bảo mặt của nó thôi các bạn. Thì khi vào website thì các bạn gặp nó hai địa chỉ nha các bạn, một địa chỉ ETH và một địa chỉ DOT nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chi chúc của đất cho tất cả các bạn ra. Thì các bạn tìm kiếm địa chỉ ETH của mình. Câu này sau này nó phân phối về dự án của DOT mà chạy trên tảng EC20 gì các bạn ơi. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn mở cái web này nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ dưới DOT coi nha các bạn. Mở địa chỉ dưới chocolate của tất cả các bạn ra nha các bạn. Các bạn tìm Dotcoin nha các bạn. Bạn nào chưa cập nhật Dotcoin thì các bạn cập nhật vào nha các bạn. Rồi bạn sao chép nha các bạn. Rồi bạn bắt từ đây nha các bạn. Rồi các bạn điền mật khẩu của mình vào nha các bạn. Rồi bạn bấm Star Farm nha các bạn. UEC20. Rồi đây là động DOT này tự động nó đào luôn nha các bạn. Sau này nhớ các bạn vào đây các bạn rút nha các bạn. Đây website của nó nè. Đây cái này là một cái website đào DOT coin của các bạn. Tự dán website đào DOT coin nè. Rồi các bạn bấm vào bấm continue nha các bạn. Join Digoto ETH. Rồi nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Rồi các bạn join sao các bạn. Rồi bạn mới đáp lên các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh seller nữa các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. A cộng anh 1133. Tiếp tục thì các bạn follow tại Twitter nha các bạn. Rồi các bạn chờ một xíu các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên nha các bạn. Rồi bạn quýt nè bạn. Bạn nhấp giải phần nè bạn. Rồi các bạn bấm đăng test nha bạn. Rồi các bạn quýt đáp lại. Các bạn điền lại username tại Twitter của mình nha các bạn. Các bạn giải thích tin thì các bạn sẽ gặp thôi. Còn MMO gặp anh nè bạn. Enter rep code form, register code form. Đây thì mình chưa có mã code giới thiệu nữa các bạn. Rồi thì các bạn copy cái mã code này nha các bạn. Mã code này nè các bạn. Bạn sao chép lên các bạn. Này ER luôn rồi ta. Mã code trong cho dấu ngoặc này nha các bạn.
Cho mà coi này của tự chữ D thôi các bạn. D quy nè. Rồi các bạn, mình đã nhận được 500 tóc cần Rory nè các bạn. Mỗi các bạn chỉ việc copy link ghép này chia sẻ cho bạn bè, những người thân. Chương trình này ghép này các bạn giới thiệu match được 10 ghép thôi các bạn. Bấm balance menu. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.